chào ông bà cô chú và tất cả các bạn nha. Thì chiều hôm nay trời mưa nên là mình bán bánh cũng ít, nãy giờ mình bán qua một đợt kìa, giờ được rảnh chút thời gian thì hai chị em mình sẽ làm món bánh khoai lang quên nó lộn khoai lang. Cái ở quê mình gọi là khoai lang tiết, còn nhiều nơi thì có thể là gọi là khoai mỡ. Mà cái củ khoai này thì chắc là khoai mỡ nè, nó không có tím lắm, nó hơi hơi. Thì mình sẽ hấp nó lên rồi mình đem đi nhồi với bột bắp, bột năng. Đây cái bột năng mình xài bột bắp tài ký, bột năng Vĩnh Thuận, để mình làm cái món bánh khoai lang kén. Thì tí nữa mình có thêm mè để mình lăn. Rồi độ béo thì mình sử dụng cốt dừa hoặc sữa đặc, sữa tươi mình nhồi đều được, thì tùy theo khẩu vị. Ví dụ như mình thích ăn cái mùi thơm sữa thì mình cứ nhồi sữa, còn mình muốn ăn béo mà cái da ngoại láng mịn thì mình sử dụng nước cốt dừa. Mình quê Bến Tre nhiều dừa thì chút nữa mình sẽ làm với nước cốt dừa cho nó đậm đà cái vị. Thì anh Nhân anh đang nạo dừa bên trong để cho chị em của mình làm nè. Hai chị em mình làm cái món này thử, nếu mà thành công ngon đẹp thì mình sẽ mai mốt á, ai đặt hàng mình sẽ làm để mình bán luôn. Buổi chiều sẵn mình chiên cá viên chiên, rồi chiên bánh khoai thêm, bánh xèo, gỏi cuốn, nhiều loại. Tại vì mình có chị Hồng với cô Năm mẹ phụ á, thì mình nhận hết tất cả đơn hàng. Bạn nào mà muốn ăn bánh nó ngon, nóng giòn thì đặt cho mình để mình giao đúng giờ, mình sẽ làm sớm. Còn nếu mà đến đây đứng đợi gia đình của mình chiên thì nó hơi lâu, tại vì hàng nóng giòn thì mình phải làm để ăn liền. Mình để lâu mà vô cái bánh mưa này cái vỏ bánh nó bị dai, rồi mình ăn nó cũng không có ngon nữa. Bánh xèo thì phải ăn nóng giòn, rồi cái bánh khoai này cũng vậy. Cái bánh khoai này thì mình cũng phải chiên mình ăn liền, chứ nếu mà để lâu thì nó cũng dai á chị Hồng. Tại vì mình xài bột năng, còn mình xài bột mì thì ăn nó được thôi, chứ nó cũng không có ngon bằng, là nó không có độ dai mà ăn nó xốp xốp giống như bánh mì vậy. Giờ mình đem cái khoai này đi hấp nha. Còn là chị Hồng thì vô phụ mẹ để làm gỏi cuốn á. Cái chảo tròn này thì mình chiên bánh nó giòn mà nó nhanh gấp hai lần chảo kia. Chảo kia tại vì cái vành nó quá cao ấy, lửa nó không có đến, nó không có lên trên được á. Còn cái chảo này mình chiên nhanh lắm, được rồi chị, xèo xèo rồi đó. Hôm nay chị không có đổ cái chảo này nha. Đó quá đẹp, giờ chị lăn lên vành nữa kìa, sao mày hôm nay đổ cái chảo kia không à? Nghiêng mạnh tay một chút nữa cho nó lên trên luôn á là đẹp à. Đó quá siêu rồi, giờ giá nữa. Giá lại là xong rồi đó. Ở đó sao chị ở đây nó dậy đế vậy? Anh Nhân nạo dừa để làm bột bánh xèo luôn á nên là nó hơi ồn xíu. Đây chị Hồng cứ để thịt bằm vô rồi nè. Thì hắn nó xíu vô. Chị Hồng cứ cho Nhân vô rồi nè. Giờ mình cứ đợi cho cái bánh nó giòn lên là được. Mình nãy giờ luộc khoai đã xong rồi, mình nghiền cho nó nhuyễn. Giờ mình cho bột vô để mình nhồi cho khi nào mà cái bột không dính tay thì được. Bột bắp thì ít hơn bột năng nha chị. Bột bắp 1 phần, còn bột năng thì 8 phần, 9 phần. Còn mẹ với cô Năm á thì nãy giờ cuốn gỏi cuốn nè, chiên bánh xèo nên là trời mới tối dần á. Lúc nãy thì mình, chị Hồng, cô Năm với mẹ 4 người làm mới kịp nữa. Quá trời luôn. Tại vì có khách tới liên tục mà 2 người một lượt á, nên là người thì gỏi cuốn, người thì bánh xèo. Chắc nhồi tay quá Tường Ăn ơi. Nhồi tay chị, hồi mình chiên mà. Nhồi tay thẳng luôn, khỏi bao tay cũng được, bao tay dính hết à. Cái này
này mình nhồi cũng nhiều bột năng lắm á. Cái củ khoai này á, cũng hơn nửa ký. Đây mình gọt ra. Khoai này nó hơi lợt, mình cho màu, màu miếng lá cẩm vô. Nước lá cẩm vô cho cái màu nó đẹp. Thường thường có củ nó đậm lắm á. Củ này nó hơi để lợt. Để em cho miếng đường vô, để ngồi mình cho đường vô cái nó hơi lỏng. Miếng muối nữa cho nó cầm lại, cầm cốt. Nào nó thiếu thì mình cho lá cẩm, thì còn mình vô nước cốt gì không? Với chút xíu sữa đặc cho nó thơm. Để em lấy thêm bỏ bột nữa. Bột nhiều lắm, ít nhất cũng phải là 400 gram hơn. Cái bàn hơi sụt sịt đó chị ơi. Để em lấy cho nó nha lại. Trời mưa đất nó mềm á. Lúng hả? Nó bị lúng. Chắc là dựa vô cái gốc cây này đi. Mà không làm chắc đổ hết lá cẩm quá. Ít ít thôi chứ để lỏng nha. Cho cái màu nó ấy tí. Dương Nam đang bận gì Dương Nam? Dưỡng năm dạ. Dưỡng năm siết cành mãng cầu cho nó nhiều đậu nhiều trái. Cái cây mãng cầu đó thường thường ban đêm người ta hay mắc đèn để thụ phấn. Giống như cây thanh long hả? Đúng rồi chị, nhưng mà thanh long thì mình không cần thụ, còn cái này mình phải đi thụ cho nó mới đậu nhiều. Lấy cái bông đực bông cá gì thụ lại với nhau á. Còn nhỏ không chị? Màu đẹp quá ha. Cho tí xíu lá cẩm vô là thấy màu khác. Đem vô lấy chút xíu nước cốt nữa vô cho nó béo. Cho chút xíu cốt vừa. Nước cốt dừa. Rồi. Thiếu thì mình nhồi bột năng. Cái này mình nhồi bột nên nó cũng dễ lắm. Ví dụ nhão thì mình cứ cho thêm bột vô thôi. Mình làm cái lượng bột á nó cũng hơi nhiều nhuyễn xíu nha, chứ đừng nghĩ là khoai vậy thì nhồi ít bột á ngồi ăn nó không có ngon, nó không dai, nó bị bở. Vậy nó ngon không chị? Bây giờ mình cho bột vô tiếp. Đến khi nào mà không dính tay thì được. Tại cái bịch bột này nãy mình xài cũng sắp hết rồi. Nãy vô đường nhiêu đó không biết đủ không rồi chị. Thấy ít đường. Chắc ít á. Cho thêm miếng nữa ha. Em thấy hơi ít đường. Ngon. Được chưa? Thêm miếng nữa. Có sữa không? Sữa thì thôi, không thì miếng nữa. Em nghĩ nước cốt thì chắc khỏi sữa quá. Khỏi không? Rồi để khó chiên, ngọt quá chiên cũng không được nữa. Thấy không có dính tay rồi đó. Ngon rồi ha. Nhưng bạn hồi cũng phải cắt một bịch bột nữa để mình lăn cái thớt á. Mình lăn nó lấy mình cắt. Này có thằng Thịnh nghe cho nó dở quá lắm. Trời nó ngon dễ dẻo quá trời vậy. Thịnh chuyên gia làm bánh khoai mà. Khoai lang vậy chứ mà dễ nhồi hơn này á. Nãy giờ chị Hồng mình dò sắp xong rồi nè. Đứng lên cục cuối cùng nha chị. Cục cuối cùng. Nhà có chị hai đứng đây nói chuyện chỉ làm lẹ nè. Đúng rồi. Cái màu gì đẹp hết chị. Mới mốt chị đổi bộ đồ nha. Màu hồng thì đưa cho chị Hồng. Xì tin quá trời luôn, bằng đồ Doraemon nữa. Mốt kêu bằng hai xì tin. Em thích màu sáng. Đỏ mà chỉ mặc được thôi. Chỉ nói em thích màu sáng ngang ngờ mình quất bộ màu vàng. Còn hơn. Tối hơn.
Phải chị vẫn mua đồ màu đen hay gì á. Chị hai chị hết chịu nổi. Dòm xuống mấy mình dành ké lên. Chị hai chị hết chịu nổi rồi. Rồi xong rồi đi chiên được rồi. Chị Hồng giò đều ghê không? Khéo nữa. Giống bánh củi hồi xưa nè. Giờ mình đem bánh này vô mình chiên. Giờ mình bắt cái chảo dầu cho sôi, mình để khoai vô mình chiên. Chắc phải hai lần quá chị Hồng. Cái màu tím giờ mình chiên sao thấy nó nhạt đi dần á chị ơi. Rồi thôi chị bỏ vô thấy nó màu nhạt đi không biết rồi. Hồi trong ruột không biết làm sao à. Nãy giờ chị Hồng chiên được một mẻ đầu tiên rồi nè. Bánh ra rất là đẹp luôn á. Cái bánh của mình ra lò rồi nè, giờ mình bẻ ra cho cả nhà cùng xem nha. Cái bánh của mình nó xốp lắm. Giờ đó, bên trong nè. Tím dẻo nè. Nó dẻo, nó dai. Rất là ngon luôn. Cây nào cũng vậy á. Ui da nóng quá. Nóng không thể bẻ ra được luôn á. Rất là ngon. Giờ mình đem ra để ăn. Sản phẩm của hai chị em mình nè. Giờ mình thưởng thức. Tối này nên là mình chiên mẻ đầu tiên cái mình thưởng thức luôn, hiện hồi còn cái mình ăn xong mình làm tiếp. Để ngồi tối quá. Mình mời cả nhà cùng ăn với mình cho vui nha. Mời cả nhà cùng ăn bánh với mình. Sốt ngon vậy. Sốt mà ngon quá. Ở trong nó dẻo ngon lắm cô Năm. Ngoài giòn. Ăn ở ngoài thì giống như cái da bánh mì mà ở trong thì nó dẻo. Mà nó không có dính dầu. Nó không rút dầu hả? Nó không có rút dầu. Nãy con không có sắp ra dĩa trưng bày luôn. Tại vì ở trong đó có giấy thấm dầu á. Con để cho dầu nó thấm vô đó đó. Mà nó cũng có nhiều dầu nữa. Chiên bằng nước cốt á nên nó béo lắm á mẹ. Cái này mấy đứa nhỏ nó thích chấm tương ớt tương cà. Mà mình thấy cái vị này cũng vừa. Nãy con nêm đường với muối vô luôn. Nên là cái vị nó vừa. Vừa ăn nó... Bữa nào cà rốt về cái con làm khoai lang chứ con không làm cái này. Khoai lang ăn còn ngon hơn nữa con Năm. Nó ngọt hơn mà nó dẻo hơn nữa. Mà cà rốt nắng cũng được nữa. Nó làm bánh thì được. Chừng nào cà rốt về cái em mua khoai lang ngoài chị luôn á chị Hồng. 10.000 là làm ra một dĩa. Khoai lang nấu sẵn rồi hả? Về mất công mình nấu nữa. Mình mua vậy cho tiện. Ra, ha. Dạ. Tắc kè kêu. Cắt kè kêu quá rồi giờ giấy số hả? Bữa nay nhà mình bán bánh thành công rồi nha, không còn một miếng nào luôn. Bán sạch sẽ luôn. Bún cũng hết, gỏi cuốn cũng hết. Bánh xèo cũng xong luôn. Mình ở đây được nhờ có cô chú anh chị ở gần thương nên cũng giúp đỡ á. Mình bán được nhiều. Tính bán cái món khoai này mà thấy chị Hồng làm thấy cũng cực quá. Nhồi rồi chiên rồi đủ thứ hết trơn nên là sợ không có đủ thời gian á. Nên là ai đặt hàng thì mình mới làm, nhưng mà làm bánh khoai lang cho nó nhanh. Chiên khoai lang ngon hơn mà nhanh hơn nữa. Tại vì chị Hồng chỉ có bán là khoai lang nấu sẵn á. Còn cái khoai mỡ tím này thì lâu hơn. Mình phải chờ đợi thời gian quá dài. Thì clip của mình cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha. Mình cũng mong cho ông bà cô chú và tất cả bạn bè gần xa ủng hộ để cho tiệm mình ngày càng phát triển nhiều hơn nữa.
Còn bây giờ thì gia đình của mình xin chào và hẹn gặp lại.